Xin kính chào quý bà con. Hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 6 năm 2023, chuyên mục giá cả thị trường nông sản hôm nay của kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá chanh, giá hạnh các loại cho quý bà con tham khảo. Giá được cập nhật tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang cho quý bà con tham khảo. Giá chanh hôm nay đi ngang nhà quý bà con. Giá và hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo nha quý bà con, vì giá chanh tăng giảm liên tục trong ngày theo từng buổi chợ. Giá được anh em thương lái mua tại vườn nha quý bà con. Giá hôm nay cụ thể như sau: chanh bông tiến đẹp lựa 10.000 đến 11.000 đồng mỗi kg, chanh bông tiến mua xô từ 8.000 đến 9.000 đồng mỗi kg, chanh không hạt bông trắng đẹp lựa 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg, chanh không hạt bông trắng mua xô 6.000 đồng mỗi kg, hạnh xanh có giá từ 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg, hạnh vàng có giá từ 5.000 đến 6.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá bưởi, giá chanh, giá hạnh cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá chanh, giá hạnh kênh còn cung cấp giá bưởi, giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá rau củ thực phẩm, giá trái cây các loại, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.